sẽ giới thiệu đến các em là cách viết chữ tờ nghiêng in hoa, cỡ chữ là viết chiều cao là 5 ô ly ha. Rồi bắt đầu của chúng ta là chúng ta sẽ viết từ dưới như thế này. À, như thế là chúng ta đã viết xong chữ tờ nghiêng in hoa chiều cao là 5 ô ly. Giờ chúng ta dựa vào chữ tờ nghiêng này, chúng ta sẽ phát triển thành chữ tờ sáng tạo. Các em cùng xem nha. À, cô sẽ viết một nét nghiêng từ trên xuống. Này, sau đó cô sẽ đánh một cái dấu móc. À, như thế là cô đã được một chữ tờ. Thứ hai, chúng ta sẽ viết cũng nét này, nhưng mà chúng ta sẽ dòng cao lên. Như thế chúng ta cũng được một chữ tờ rồi. Chữ tờ thứ ba, nó phức tạp hơn chữ tờ này một tí, là chúng ta viết dòng xuống. Chúng ta đánh thêm một dòng nữa, rồi sau đó chúng ta cũng giữ lại nét này. Tiếp theo, chữ tờ chúng ta cũng đánh nét xiên phải từ trên xuống, sau đó chúng ta sẽ dòng. À, chúng ta được thêm một chữ tờ nữa rồi. Rồi cô hướng dẫn tiếp theo, chữ tờ tiếp theo. Nét xiên phải. À, chữ tờ có kiểu dáng. Nói chung chữ tờ thì nó vòng vòng chỉ có bao nhiêu nét sáng tạo thôi. Đó. Rồi, chữ tờ tiếp theo em xem chữ nào này cũng đơn giản này, không có. Chúng ta đánh rồi cao lên, rồi sau đó chúng ta thêm cái nét nhỏ vào đây để tạo điểm nhấn nha. Rồi chữ tờ tiếp theo, ở đây cô sẽ vẽ thêm một con bướm vào. Rồi đây là cô dòng lấy chữ tờ bình thường, đây cô chấm một dấu chấm, như thế cô cũng được một chữ tờ rồi. Rồi cô hướng dẫn tiếp một chữ tờ nữa. Nói chung chữ tờ có rất là nhiều kiểu sáng tạo, chúng ta cứ sáng tạo thoải mái, miễn sao là nó cân đối, hài hòa và có nét thanh nét đậm làm điểm nhấn là được nha các em. À, cũng được một chữ tờ. Bây giờ cô sẽ viết vài chữ ứng dụng nha. Của chữ, ví dụ cô viết bài chữ là thu điếu.